quân Tây Sơn Tăng ông hả? Hãy chuẩn bị chiến đấu, ta vào báo với chúa Thịnh. Đợi các ba quân tướng sĩ, đừng để chúng ta kéo quân lên Bắc Hà để giết chính phủ, cứu an sở tắc. Toàn quân nghe lệnh, tổng tiến công. Đồng quân hỗ trợ, đã quân thủ quân đồng lòng tiến công, tiến công. Đi rồi mới dừng quân lại, đi lên, đi lên. Đội thần công đã pháo phụ chúa Trịnh. Chính là Long Dương, tướng quân Nguyễn Huệ. Thì ra ngươi chỉ là giặc cỏ. Nếu ngươi không muốn chết thì hãy quỳ xuống đầu hàng. Một danh tướng như ta thà chết chứ không đầu hàng. Được, ta sẽ hóa kiếp cho ngươi.
Các tướng ở lại, để ta vào điện vào ý kiến với vua. Thưa tướng quân, chúng tôi không thể để tướng quân đi một mình. Không sao, ta ra Bắc lần này để phò Lê Diệt Trịnh, chẳng lẽ nào đức vua lại đối xử khác với ta? Nhưng thưa tướng quân, người yên tâm, các tướng yên tâm. Tâu hoàng thượng, Long Nhương tướng quân xin ý kiến hoàng thượng. Cho mời tướng quân vào. Mời Long Nhương tướng quân nhập điện. Dạ. Nguy hiểm quá, đáng sợ thiệt. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Trẫm miễn lễ, mời tướng quân lên đây ngồi gần trẫm. Thưa hoàng thượng, thần không dám. Tướng quân đừng có ngại, tướng quân hãy đến ngồi gần trẫm cho trẫm vui mà. Chẳng hay trẫm làm điều gì mà sai ý tướng quân hay sao vậy? Dạ không có. Thưa hoàng thượng, nếu hoàng thượng đã nói vậy, thần xin được mạn phép. Tướng quân cứ ngồi đi. Đội ân hoàng thượng. Tướng quân biết không, trẫm tuy tuổi già sức yếu, nhưng mà nghe tướng quân đến đây, trẫm ra đây đón tiếp tướng quân. Bởi vì trẫm biết rằng tướng quân đã đem hết tấm lòng của tướng quân để phục vụ cho cơ nghiệp của nhà Lê ta. Buông tâu hoàng thượng, phù Lê Diệt Trịnh là tâm nguyện của thần. Nay thần được hoàng thượng ban ơn diện kiến là phước đức của thần. Xin đội ơn hoàng thượng. Thần đưa quân ra đây bảo vệ cơ ngơi của nhà Lê, từ lâu bị bọn Trịnh đảng xâm hại, chứ chẳng có ý gì khác. Xin hoàng thượng cứ yên lòng. Công đức của tướng quân vô cùng to lớn, cả triều thần không ai sánh bằng tướng quân được. Cho nên trẫm quyết định là trẫm sẽ phong tước hậu hĩnh cho tướng quân. Tướng quân đừng có gì đức khiêm cung mà phụ rãi tấm lòng của trẫm nha. Xin đội ơn. Quân thần hãy nghe đây. Này, trẫm ban cho Long Nhương tướng quân tước hiệu Nguyên Soái Phù Chính Dực Vận Quy Quốc Công. Xin đội ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Khu vườn này đẹp là nhờ bàn tay chăm sóc của công chúa. Công chúa đẹp như những đóa hoa này vậy. Ngươi quá khen rồi đó. Nô tỳ không dám. Bẩm công chúa, có ngài Dư Kỳ đến tìm công chúa.
Tìm ta có việc gì vậy? Bẩm, thần không được biết, nhưng ông ấy đích thân đến đây chắc phải có chuyện hệ trọng. Mời ông ấy vào đi. Dạ. Dạ bẩm hoàng cô. Tìm ta có việc gì? Hoàng thượng đang lâm trọng bệnh. Thần nghe ông Chỉnh nói hoàng thượng đang định gả hoàng cô cho Nguyễn Huệ đó. Vậy sao? Phụ hoàng, phụ hoàng, chẳng hay long thể của phụ hoàng có điều gì bất ổn. Ta biết không còn sống được bao lâu nữa. Ta lo cho con. Con hãy đến gần bên ta. Không, phụ hoàng đừng nói vậy. Phụ hoàng sẽ khỏi bệnh mà. Ta sắp về với tiên đế rồi, mà ta thấy con chưa yên bề gia thất. Kiên lòng dạ của ta không yên. Không yên. Ngọc Hân con. Dạ. Con là vị cứu tinh của cơ nghiệp nhà Lê cũng biết không? Ý phụ hoàng là sao? Ta sẽ gả con cho Nguyễn Huệ. Không đời nào. Con không thể nào lấy hắn được. Hắn chỉ là một tên gió biệt vô học. Ngọc Hân con, đó là cao kiến của Nguyễn Hữu Chỉnh đó con. Xin công chúa cứ yên lòng. Thời thế đã biến thần thành người của nhà Tây Sơn, nhưng lòng thần lúc nào cũng thuộc về nhà Lê. Trong tình thế như hiện nay, nhà Lê muốn đứng vững thì phải dựa vào Nguyễn Huệ. Thần đã nghe người ta nói nhiều về quy quốc công Nguyễn Huệ. Ông ta cũng có những sai trái, nhưng thần nghĩ trong tình thế như hiện nay, ông ta là người đạp đất phá trời, tài cao chí lớn. Ông ta rất xứng đáng là phò mã của nhà Lê. Trong lần ra Bắc Kỳ này, ông ta quyết tâm diệt trịnh phò Lê. Nhưng chưa có gì là bằng chứng để có thể tin tưởng vào lòng dạ của hắn trung thành với nhà Lê ta. Thần nghĩ trong tình hình như hiện nay, nếu Nguyễn Huệ muốn làm vua thì ai ngăn cản nổi. Cho nên thần nghĩ công chúa hãy theo gương người xưa, lấy tấm thân cành vàng lá ngọc để bảo vệ giang sơn xã tắc. Ngọc Hân con, con phải đứng ra cứu lấy cơ nghiệp của nhà Lê ta con à. Tàn nát hết rồi con ơi. Chà qua đặt tội đối với tiên đế rồi con à. Phụ hoàng, con xin phụ hoàng cho con được nghỉ ngơi dài hơn. Ngọc Hân con, cha bằng lòng. Cha. Đánh bạc suốt cả ngày đâu bụng quá. Mê đánh bạc có ngày phải chết đói đó. Hồi nãy á, tao nói với nàng à, đặt tài đi. Nàng không chịu đặt, bắt ta đặt xỉu. Nếu như đặt tài á thì mình trúng lớn lắm. Nàng bắt ta đặt xỉu cho nên thua hết tiền. Tao bắt đền nàng đó. Đền đi. Đền cái gì mà đền? Chàng chơi thua hết tiền rồi, thế cũng có tiền để đưa cho chàng nữa đâu. Đền ta. Đền đi. Nhà ngươi là ai? Nhà ngươi có biết ta là ai không? Đi chỗ khác nói chuyện đi. Nhưng nhà ngươi là ai? Hả? Ông Trịnh Bồng.